Chào các bạn. Các bạn còn nhớ không? Còn nhớ mùa dịch không? Đó, đây là những dụng cụ của mùa dịch để lại của Bình Dương á các bạn. Đó, dụng cụ để chặn đường. Hôm dịch là chặn không cho đi là những cái cục này nè. Bây giờ nó tập kết ở đây. Đây. Đó. Bình Dương là chơi găng lắm. Đây là một điểm tập kết nhỏ thôi nha. Đó. Dụng cụ của mùa dịch. Đó, không có xe nào mà đi được đâu. Bây giờ chắc để đây. Nhớ kỷ niệm ha các bạn. Mùa dịch qua thấy ấn ăn đó. Đó, dụng cụ của mùa dịch. Giờ còn đó. Đó. Kỷ niệm. Kỷ niệm hồng thời. Rồi, chào các bạn.